Hi, xin chào các bạn đến với clip tiếp theo của mình nha. Đó, thì hồi bữa mình có làm cái video mà tặng khá các bạn. Thì có hai bạn trúng luôn các bạn. Đó. Đây. Luôn nha anh em. Hả? Đây. Lần lần này. Ở mình mở cho các bạn xem nha. Nè, cái bạn đây nè. Yeah, trúng đồ anh, bạn này nhắn tin đầu tiên nè và bạn này có nhắn với Zalo cho mình luôn. Đó. Đó, bây giờ hồ bạn bạn cái tên của bạn là cơm bé yêu luôn nè, bạn đổi lại thành chữ Hùng nè. Đó, bạn đỡ vẫn còn cái hình cái bông này các bạn thấy không? Đó. Bạn có nhắn tin Zalo với mình rồi nhưng mà thôi mình không có tiện nói tên bạn ấy ra. Không có mở tin nhắn ra. Đó. Thì mình có phát hiện ra cái kênh này là nó không phải là cái kênh trúng nha các bạn. Đó. Kênh chính xác là cái kênh kênh bây giờ đây bạn ấy trúng và bạn nhắn tin với mình rồi nè. Đó là bạn ấy trúng. Mình có kiểm tra rồi. Đó. Nè các bạn xem nè. Bạn xem nha. Đó. Cái kênh này á là đã tham gia là 3 tháng trước nè. 12 bình luận đã nhận hai nè. Đó, công bố kết quả. Hồi bữa là mình qua mình kiểm tra là cái bạn đây nè, dự đoán là số 59 các bạn, chứ không phải là số 26 đâu. Đó, còn cái bạn kênh bí hiu đây mới mới chính xác là trúng nè, là nè 26 chút kênh phát triển này các bạn thấy không? Đó. Có luôn đó, 26 chút kênh phát triển này đó. Còn 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 cái bạn Hùng này hồi bữa là bạn đỡ là cái kênh bé yêu luôn đó các bạn, mình có chụp màn hình lại mà đó. Tặng coi sắp bữa là đỡ mà bạn bình luận nó bay quá rồi. Đây hồi bữa mình có chụp màn hình lại này các bạn. Cái này trúng này. Đó. Khoảng này. Đây, các bạn thấy không? Kênh bé yêu nè, 59 nè các bạn thấy không? Đó, mình có chụp cái màn hình lại á. Đó. Là bạn đã bình luận số 59 nhưng mà bạn bạn ấy nhắn tin với mình là nói trúng 26 là đang bạn ấy đổi lại cái tên kênh này, đổi lại hình này. Đó. Và bạn cũng không có gửi được cái tin nhắn các bạn. Gửi được cái thông báo ảnh chụp màn hình. Đó. Đó. Các bạn thấy không? Cái người trúng á là người ta sẽ gửi được cái ảnh chụp màn hình gửi được cái thông báo mà trúng giải nè bạn. Đây. Đó. Của cái bạn kênh bé yêu gửi cho mình rồi mình gửi cho bạn đó. Đó. Thì mình cũng muốn nói lại cái cuộc trò chuyện của mình với bạn đó làm cái gì. Đó. Mình chỉ muốn nói cho các bạn biết là thì mình làm cái mini game này chủ yếu để giúp cho cái kênh mình nó cũng mau phát triển thôi các bạn. Đó, mà một số bạn mình thấy nó không chơi nó không 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 được hay lắm. Đó, chơi gì mà đổi tên kênh rồi đổi hình đồ rồi nhắn tin với mình là kêu là trúng thì mình thấy không có được vui các bạn. Đó. Nên là bạn nào chơi mini game chưa trúng thì các bạn đợi mi game bằng sao nha, đừng làm mấy cái trò như thế nữa nha các bạn. Đó. Hồi bữa mình cũng có bị một lần rồi. Đó, nhưng mà mình có nói ra nhưng mà các bạn đây mình đã gọi điện giải thích cho bạn đấy rồi mà bạn vẫn cứ cố chấp nói trúng giải mà không trao được nữa. Chừng là tới khi á mà cái bạn trúng kia bạn bình luận lên nè. Đó. Bạn bình luận là em trúng rồi, anh đã gửi thông tin qua cho anh rồi đó. Rồi bạn mới bình luận là đó, bả thật có đứa giả mạo em kia anh đấy. Đó, bạn đấy bình luận lên thì mình mới kiểm tra và kiểm tra bình luận là chính xác là bạn đã trúng và bạn có chụp thông báo gửi cho mình luôn các bạn.
Đó. Rồi mình qua mình hỏi bạn kia, bạn bạn có chụp thông báo gửi cho mình được không? Đó. Bạn chụp màn hình gửi cái thông báo trúng giải rồi mình trao cá cho. Bạn ấy không nhắn tin lại luôn các bạn. Đấy. Thì cái clip đây thì mình cũng muốn nói cho các bạn biết là các bạn đừng có chơi gian lận như thế thì nó không có được hay nha các bạn. Ai trúng giải thì tặng cho người đó chứ đừng có làm như vậy nha các bạn. Rồi clip của mình đến đây kết thúc. Bye bye, chào tạm biệt tất cả các bạn nha.